Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì. Kính thưa quý vị, vào thứ hai tuần qua, học viên lớp cao đẳng Phật học đã được Thầy Minh Lợi giảng Kinh Đại Bát Niết Bàn và cô Minh Huệ giảng Kinh Trường A Hàm. Kính mời quý vị lắng nghe sơ lược nội dung các bài giảng sau đây. Trong giờ học Kinh Đại Bát Niết Bàn, Thầy Minh Lợi giảng tiếp Phẩm Thuần Đà. Bạch Cư Sĩ Thuần Đà là đối tượng để Như Lai dạy chánh pháp. Hai chữ Thuần Đà nghĩa là diệu nghĩa, hàm chứa ý nghĩa thông minh, có khả năng học hiểu sâu sắc chánh pháp của Như Lai. Hiện đời đây, ông được đầy đủ cả danh tiếng, tài lợi, đức hạnh và trí nguyện. Ông sanh trong loài người lại được quả lành vô thượng là việc rất khó được. Lại gặp lúc Phật sắp nhập Niết Bàn, thỉnh được Đức Phật nhận phần cúng dường cuối cùng lại càng khó hơn. Do vậy, đại chúng trong Pháp hội đồng tán thán, Nam Mô Thuần Đà, ông giàu sanh nhân đạo, đã siêu trời thứ sáu, xin kiếp thỉnh Đức Phật, ở lâu tại thế gian, diễn thuyết Pháp vô thượng, mà bực trí tán thán, hầu lợi ích cho chúng sanh. Thuần Đà đánh lễ Phật, vui mừng hớn hở chưa từng có, vì Phật xuất hiện ở đời là điều hy hữu, như hạt cải ghim đầu kim, như rùa mù trong biển lớn gặp bọng cây. Thế mà ông đã được gặp gỡ Đức Điều Ngự và đã được đủ đàn độ, nghĩa là đầy đủ bố thí ba la mật. Hạnh phúc thay Thuần Đà. Thầy giải thích thêm về sự vận hành tổng thể của vạn pháp. Quy trình vận hành của vạn thể trên đời này là từ vô vi sinh ra hữu vi, rồi từ hữu vi trở về vô vi. Vô vi là Phật tánh, là A Lại Gia Thức đã được bảnh tịch thức của chính mình. Quy trình của hữu tình là sinh trụ dị diệt, tức trải qua sanh, già, bệnh, chết, rồi trả về vô vi. Rồi từ vô vi, khi đầy đủ nhân duyên thì sinh ra một chúng sanh mới. Kiếp này, kiếp kia chỉ có vậy. Ví như bong bóng nước từ nước sinh ra, đến khi tan hoại thì lại trở về với nước. Sau khi chúng ta chết, địa, thủy, hỏa, phong trả về cho vũ trụ, tức trả về cho vô vi, kiến và thức trả về cho Phật tánh. Chỗ nào có không gian và thời gian là có Phật tánh. Vạn vật trên đời này đều sản sinh ra từ Phật tánh, từ A Lại Gia Thức. Cũng vậy, vật vô tình như bàn ghế, cây cối thì theo quy luật thành trụ hoại không, rồi trở về tánh không. Cho đến khi đủ nhân duyên thì lại sinh ra một vật vô tình mới. Học Kinh Đại Bát Niết Bàn là phải thấy cho được cái bản thể, cái vô vi của vạn hữu. Học giáo lý Phật đừng quá chấp nê vào một chỗ mà phải biết Phật tùy khế cơ, khế lý, khế thời mà nói tam thừa, nhị thừa hay nhất thừa. Trong giờ học Kinh Trường A Hàm, cô Minh Huệ giảng bài Kinh Chuyển Luân Vương tu hành. Nội dung chính của bài kinh này là Phật giáo huấn các tỳ kheo. Hãy tự làm hòn đảo an toàn cho mình và thuyết giảng về các triều đại Chuyển Luân Vương cùng các yếu tố hưng thịnh tăng già. Một thời Phật ở tại Ma La Hê du hành nhân gian, cùng với 1.250 vị tỳ kheo. Bấy giờ, Phật nói với các vị tỳ kheo, các ngươi hãy tự thắp sáng cho mình, thắp sáng bởi Pháp, chứ đừng thắp sáng bởi cái khác. Hãy tự là nơi nương tựa cho mình, nương tựa nơi Pháp, chứ đừng nương tựa vào một nơi nào khác. Trong mỗi con người chúng ta đều có bản thể, đều có Phật tánh, đều có tri kiến Phật, thì phải biết tự tỏa sáng cái bản thể của chính mình. Cho nên mỗi người phải tự thắp sáng mình và thắp sáng bởi Pháp, chứ đừng thắp sáng bởi cái khác. Nghĩa là chúng ta hãy tự soi rọi lấy chính mình, duy nhất chỉ bằng giáo pháp cao minh của bậc nhất thiết chủng trí chính là Phật. Thực hành giáo pháp Phật là để hiển bày cái bản thể, cái Phật tánh, cái chân như của chính mình. Phật tánh của mình giống như viên ngọc còn trong đá, cần phải có dụng cụ sắc bén, tinh xảo, mài dũa mới lấy ra được. Giáo pháp Phật chính là dụng cụ tinh vi ấy. Chúng ta không thắp sáng mình bằng pháp thế gian, bằng danh vọng, địa vị, sắc đẹp, tiền tài, ăn uống, ngủ nghỉ, vì các pháp ấy là pháp hữu hoại, chỉ đưa đến khổ đau, ưu phiền, nếu có vui chỉ là tạm bợ trong chốc lát. Chúng ta sinh ra có đôi bàn chân, hãy đứng vững và tiến bước mạnh mẽ trên đôi bàn chân của mình. Hãy tự mình làm chủ cuộc đời của mình, không dựa dẫm vào bất cứ ai khác. Mình thành Phật, thành Thánh hay thành chúng sanh đều do chính mình. Nương tựa vào pháp thế gian thì thành chúng sanh trong lục đạo luân hồi. Nương tựa vào pháp Phật thanh tịnh thì vô sanh thành Thánh thành Phật. Hãy tự làm hòn đảo an toàn cho mình. Muốn vậy, chúng ta bắt đầu bằng cách hành trì pháp tứ niệm xứ. Trước hết, quán thân bất tịnh, quán thân trên nội thân, trên ngoại thân, trên nội ngoại thân, tinh cần không biếng nhác, ức niệm không quên, trừ bỏ tham ưu ở đời. Tiếp đến, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Thực hành như thế sẽ không bị ma phiền não, ma ngủ ấm nhiễu hại, công đức ngày càng tăng, tự tạo hòn đảo an toàn cho mình, hướng đến đạo quả 4 đôi 8 vị. Phật thuyết giảng về các triều đại chuyển luân vương, trước hết là vua kiên cố niệm, là vua quán đảnh dòng sát lị, làm chuyển luân thánh vương, thống lĩnh cả 4 châu thiên hạ. Vua là người tối thắng trong loài người, là vị tự tại và cai trị dân chúng theo chánh pháp. Vua chăm sóc dạy dỗ các vương tử, đại thần, thứ dân bằng pháp. Vua hộ trì các sa môn, bà la môn cho đến cầm thú. Vua có đủ cả 7 thứ báo: bánh xe vàng, vôi trắng, ngựa xanh, thần châu, ngọc nữ, cư sĩ và chủ binh. Thần châu, ngọc nữ, cư sĩ và chủ binh. Vua còn có 1000 người con hùng dũng, đủ sức dẹp địch. Vua không cần dụng binh mà thiên hạ tự thái bình. Đó là nhờ đại phước báo của vị chuyển luân thánh vương mà được như vậy. Một thời gian lâu sau, khi bánh xe báo rời khỏi chỗ cũ, vua biết thọ mệnh của mình không còn lâu, nên giao ngôi vị cho thái tử và phong riêng một ấp cho người hớt tóc, có công cạo bỏ râu tóc cho vua xuất gia tu đạo. Chỉ có vị vua anh minh, đạo đức thiện lành mới có hành động từ bi và chu đáo như thế. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ Hai, ngày 11 tháng 12 năm 2023, tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc sẽ có chương trình học như sau. Lớp chuyên khoa A Tỳ Đàm từ 5h45 đến 6h45 chiều, thầy Lễ Minh giảng thi thiết luận. Lớp cao đẳng từ 7h đến 9h tối sẽ học Kinh Lăng Nghiêm yếu lược do cô Tâm Nhật giảng và Câu Xá Luận tập 1 qua lời giảng của thầy Huyền Châu. Trân trọng kính mời quý vị hãy tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc. Đồng thời, kính mong học viên đến lớp đông đủ và theo dõi phần giảng để thu thập kết quả tốt nhất, cũng như không phụ công sức quý báu mà quý giáo thọ đã dành cho chúng ta. Các học viên nhớ kiểm tra email mỗi ngày để biết chương trình học sắp tới cũng như các thông báo cần thiết. Để được nghe thêm chi tiết của các bài giảng tại lớp cũng như những chương trình hoằng pháp khác, kính mời quý vị tiếp tục theo dõi tại trang nhà bodephậtquoc.org. Mọi sự đóng góp và phát tâm tiếp nối cho chương trình giảng dạy hoặc những thắc mắc về tu học, quý vị hãy liên lạc trực tiếp với thầy Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả, kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.